CDC không thay đổi khuyến nghị về vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. Các cố vấn về vaccine cho Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vừa kết thúc một cuộc họp khẩn mà không bỏ phiếu về việc thay đổi bất kỳ khuyến cáo nào liên quan đối với vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Johnson & Johnson. Trong cuộc họp ngày 14 tháng 4, các thành viên Ủy ban Cố vấn về thực hành tiêm chủng của CDC đã nghe thông tin chi tiết về 6 trường hợp xuất hiện một loại cục máu đông hiếm gặp cùng với lượng tiểu cầu giảm sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. Tuy vậy, sau cuộc họp, các thành viên ủy ban cho biết họ không có đủ thông tin để đưa ra những thay đổi trong các khuyến cáo của mình hoặc thậm chí đề nghị kéo dài thời gian tạm dừng sử dụng loại vaccine này.